Xin chào cả nhà, chào mừng năm mới 2024. Hôm nay chúng ta cùng đến với top những câu chuyện cười hay nhất để cùng chúc cho năm mới của chúng ta có được nhiều niềm vui, nhiều tiếng cười. Đầu tiên chúng ta cùng đến với câu chuyện chồng trắng tay bởi niên khúc mùa xuân của vợ. Hai vợ chồng nọ cùng làm tại một cơ quan. Chồng thường hay đi công tác xa. Gần Tết, chồng điện về hỏi vợ: "Em đã thấy mùa xuân về chưa?" Hiểu ý chồng muốn hỏi: "Đã có tiền thưởng Tết chưa?" Vợ liền trả lời: "Xuân đã về rồi, nhưng anh cho em mùa xuân nhé." Chồng vô thức thở dài: "Như vậy đối với anh, mùa xuân không còn nữa ư?" "Đương nhiên rồi, đó là điệp khúc mùa xuân của anh mà." Tiếp theo, chúng ta cùng đến với câu chuyện mượn đồ đêm giao thừa. Trong lúc đang xem bắn pháo hoa đêm giao thừa, đột nhiên một người hét lên: "Này, tại sao anh lại thò tay vào túi áo của tôi?" "À, tôi chỉ mượn cái mật nửa thôi." "Tại sao anh không hỏi tôi?" "Xin lỗi, vì chúng ta có quen nhau đâu mà hỏi." Câu chuyện số 3. Vợ cũng thấy cảnh ấy. Đầu năm mới, một người tới thăm bạn ở bệnh viện. "Tôi không nghĩ là nhanh đến thế. Mới hôm qua tôi còn thấy bạn đón giao thừa và khiêu vũ cùng cô làng tình tứ lắm cơ mà." Người bạn thở dài đáp: "Thì vợ tôi cũng thấy cảnh ấy nên mới ra nông nỗi này." Câu chuyện thứ 4. Tết của vợ nhậu. Ba ông bạn chí cốt bàn nhau nên tổ chức đón Tết thế nào. Một ông nói: "Cứ khiêng về vài két bia nhậu suốt đêm." Ông thứ hai tiếp lời: "Phải thật nhiều mồi nữa mới tuyệt." Ông thứ ba lên tiếng: "Không, Tết chỉ có một lần trong năm, ta không thể làm như ngày thường được." Câu chuyện số 5. Khi con rể đọ tửu lượng cùng với bố vợ. Đầu xuân, chàng trai và bố vợ tương lai ngồi nhâm nhi, nâng lên đặt xuống. Khi họ đã cưa đứt một chai thì cả hai đều thấy trời nghiêng ngả. Ông bố khê khá nói: "Xem ra tiểu lượng của anh cũng khá đấy. Từ nay tôi cho phép anh cứ tự nhiên như người trong nhà." Chàng trai nhẹ nhẹ đáp: "Ồ, bác cũng là người tốt bụng, thật đáng khen. Từ nay con cũng cho phép bác cứ tự nhiên như người trong nhà." Câu chuyện số 6. Cái cổng đu đưa đêm giao thừa. Đêm giao thừa, anh chồng về muộn kêu cổng ầm ĩ. Chị vợ vội ra mở cổng. Thế ông chồng loay hoay mãi không vào được, chị liền bảo: "Chắc là anh say rồi phải không?" "Say thế nào được, mẹ mày cứ nói vậy, người ta cười chứ." "Sao anh không vào để em còn khóa cổng?" "Mẹ mày giữ cái cổng lại một tí, tôi thấy nó cứ đu đưa, sợ chết đi được." Câu chuyện số 7. Tuyệt chiêu nịnh vợ của ông chồng dê sồn. Anh nọ bị nhiễm máu dê, chở vợ đi sắm Tết mà anh ta cứ chăm chăm nhìn vào các cô gái trẻ. Cô vợ nổi điên, nắm tay anh ta bắn ngược ra đằng sau, hăm hăm hỏi: "Nhìn cái gì mà ghê thế?" Không ngờ anh ta nói tỉnh bơ: "À, anh chỉ nhìn để so sánh thôi." "So sánh thế nào?" Người ta nói chợ xuân trai xinh gái đẹp dập dìu, anh cũng thử xem tưởng thế nào. Nhìn mãi chả thấy cô nào duyên dáng bằng vợ anh cả. Nghe thế tí chừng nguôi cơn giận, nhưng cô vợ cũng từ từ buông tay chàng ra. Câu chuyện số 8. Lời cam kết bá đạo của thầy bói. Đặt lễ xong, bà cụ nọ cung kính nói với lão thầy bói: "Thưa thầy, tôi muốn xem về đường tuổi tác, thầy xem tôi có thể thọ được bao nhiêu tuổi?" Thầy bói ung dung gieo quẻ rồi phán: "Nếu nữ chủ bỏ tiền ra rước thầy về làm lễ, cầu cúng trời Phật phù hộ, thì nữ chủ có thể thọ tròn 100 tuổi." "Bẩm thầy, nói như vậy có chắc không?" "Nếu tôi mà trực tiếp làm lễ thì chắc chắn là như vậy." "Thưa thầy..." Bà cụ ngập ngừng: "Nếu sai thì sao?" "Nếu nữ thí chủ mà chết trước 100 tuổi thì cứ đến đây vả vào miệng tôi và tôi xin trả lại tiền cho nữ thí chủ đàng hoàng." Câu chuyện số 9. Ông bố sững sờ trước năng khiếu của con trai
ông chồng công tác ở xa, mới về nghỉ phép Tết. Bà vợ hớn hở khoe: thằng con trai đầu của mình nó có năng khiếu trở thành nhà giáo ông ạ. Sao bà đoán thế? Vì tôi thấy nó nói nhiên thoáng, từ ngữ phong phú, nó bày thằng út học rất dễ hiểu. Thế thằng út nó có năng khiếu gì? Nó thì có năng khiếu trở thành nhà quảng cáo. Vì sao? Xem tập vở vẽ của nó, tôi thấy nó vẽ con kiến thì to như con lợn, con chuột ấy thì lớn như con voi ông ạ. Câu chuyện số 10, quý tử tuyệt vời. Hai người phụ nữ gặp nhau lần đầu. Sau một hồi trò chuyện, một người buồn buồn nói: con trai tôi tệ lắm chị ơi, nó mê bài bạc, kiểu trẻ tối ngày. Chị có con trai không? Có. Cháu có chơi cờ bạc không? Không. Cháu có rượu bia, thuốc lá không? Cũng không. Thế cái khoản trai gái thì sao? Không bao giờ. Ôi, con trai chị thật tuyệt vời. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi hả chị? Tết đến này là cháu tròn 2 tuổi.